Xin chào mọi người đã đến với chương trình Bảo Tàng Đọc Sách Online. Và mình sẽ không vòng vo Tam Quốc nữa. Mệt quá. Đọc tiếp tục chèo cho nghèo. Ok, giờ tiếp nè. Lúc đó là tới. Thế nào ta? Một chuyện như thế nào rồi? Con gái tôi thổ lộ rằng trò chơi này đã gây ấn tượng sâu sắc trong lòng con. Con vừa chơi vừa học một cách say sưa hứng thú. Con ấy như mình đã trải qua một chặng đường đời, con gặt hái được rất nhiều kiến thức trong vấn đề quy luật luân chuyển và đầu tư dòng tiền. Con nghĩ là mình phải không ngừng chơi trò chơi này. Có phải giới thiệu chi tiết một người của con nữa, chỉ được chơi trên này được mới cho ta điều gì thì phải hăng hái tạo ra cơ hội tự do tìm kiếm lấy công việc, có thể vận dụng kiến thức cũng hiểu biết của mình, chứ không phải lấy tiêu chuẩn an toàn và mang lại thu nhập ổn định để lựa chọn làm ngành nghề. Phải tự mình học hỏi lấy những điều trong lòng khát khao cũng biết, chứ không phải đi học những kỹ xảo bắt buộc phải có, bắt buộc phải đối với một đại nghề nào đó. Khi ta đã nắm vững kiến thức thì chẳng cần phải tâm lo lắng đến vấn đề công việc của mình không định không có được bao có được xã hội bảo đảm không. Ta cũng là tò mò số đông bạn bè con hết sức quan tâm, vì có nhiều người tỏ ra em thích ở chỗ này. Sau khi kết thúc cuộc vui, tôi vẫn không tìm được cơ hội nói chuyện với Robert. Tuy nhiên, chúng tôi đã hẹn nhau sau này sẽ làm đẹp chuyển qua chơi để giúp đỡ mọi người bắt trí thức kinh tế. Nhưng tôi cũng có nhu cầu và kế hoạch tìm hiểu vấn đề đó. Đây là cuộc gặp mặt đầu tiên, chúng tôi có nhiều cảm giác vì đã thân quen với nhau từ lâu lắm rồi. Nhiều điểm chung, chúng tôi đồng đạo với nhau bầu chuyện đề tài này để theo đến chuyện bếp núc rồi ăn uống rồi là chuyển sang vấn đề kinh doanh, kinh tế, xã hội. Chuyện thế giới thay đổi nhanh chóng, chúng tôi cũng tiêu tốn khá nhiều thời gian trao đổi về chuyện người Mỹ ngày nay hầu như không dự trữ hoặc chỉ dự trữ rất nhiều tiền để sống rồi thì hầu như đang bị phá sản. Phải chăng thế hệ con cái chúng ta sẽ phải đóng góp một phần khoản tiền để chu cấp cho 7.500.000 người về hưu? Chúng tôi không biết rằng nếu ai đó phải sống qua những năm tháng cuối đời mà khoản tiền trợ cấp dù lẻo thì thời gian phải đến nhường nào. Robert rất quan tâm đến cái khó khăn cách này. Kể sau những người có công việc làm ăn với những người không có công việc làm ăn, là một nhà doanh nghiệp tự học rồi tạo dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, có thể đi du khắp thiên hạ, đầu tư rộng rãi. Robert đã chủ động xin nghỉ hưu từ mới 47 tuổi. Lý do về hưu của ông cũng xuất phát từ mối quan tâm mà tôi đã dành cho các con. Tuy nhiên, ông đến quan tâm đến tất cả bọn trẻ. Ông thấy rằng thế giới đang đổi thay nên nhân nền giáo dục lại có bước chuyển biến tưởng. Theo cách nhìn nhận của Robert, bọn trẻ phải tiêu phí khá nhiều năm tháng để đi học những điều mà suốt đời hầu như không có gì vận dụng đến trong những hệ thống giáo dục đại lỗi thời. Bọn trẻ sẽ mang đến những kiến thức bộ đó để đi vào một cuộc thế giới không còn như xưa nữa. Ngày nay lời răn dạy nguy hại nhất mà các bậc cha mẹ dành cho con trẻ mình chính là hãy cập sách đến trường một cố học hành để sau này kiếm ra một công việc làm ổn định an toàn. Lời răn dạy này đã khá lâu thời và nguy hại. Nếu bạn có gì xem xét những gì đã xảy ra ở châu Âu, châu Á và phía Nam, trong Mỹ, nhất định bạn cũng sẽ lo ngại như tôi. Tôi bất tin chắc rằng đó là một lời khuyên sai bẻo trái. Vì nếu bạn muốn các mình có một cơ hội kinh tế ổn định sau này thì cũng không được ứng xử theo những quy tắc cuộc chơi để ở thời. Đây cũng nguy hiểm không kém gì xu hướng tiến cấp tiến. Tòa Robert thế nào là quy tắc lỗi thời? Ví dụ như hiện đang vận dụng vào hoạt động kinh tế của mình cả một hệ thống nguyên tắc xử hoàn toàn khác với các bạn. Tòa lại nhé, khi một công ty tuyên bố giảm chế biến, giảm biến biên chế, tình hình sẽ ra sao? Tình hình sẽ ra sao? Hiển nhiên là sẽ giãn thợ, nhiều gia đình bị tổn thất, tình trạng thất nghiệp tăng lên. Cũng vậy, thế còn đối với công ty thì sẽ chuyện gì, đặc biệt đối với công ty cổ phần để gia nhập thị trường chứng khoán? Nhưng ép tôi nói, khi công ty tuyên bố giảm biên chế thì thông thường giá cổ phiếu của công ty đã được vào thị trường chứng khoán sẽ tăng lên. Thị trường hân hoan đón nhận các nguồn tin loại này. Vì công ty giảm bớt nhân viên có nghĩa là hạ giá thành, chắc chắn là công ty đang bị nhiều máy móc tự động hóa
hắn kêu hiệu suất trung bình có đúng robot sản xuất robot bỏ bổ sung trả ơn một cái giá cổ phiếu nhất lên thì những cổ đông chúng tôi sẽ giàu hơn. Đó chính là các quy tắc mà chúng tôi đề cập đến, làm thế bị thiệt thòi để cho người sở hữu và các nhà đầu tư được lợi. Không những robot phân tích được khác biệt với nào dung chịu làm thuê, mà còn phân tích về cái biệt giữa tự làm chủ vận mệnh của mình và để người khác làm chủ vận mệnh của mình. Thì này có khá nhiều người chưa hiểu. Tôi nói cho họ chỉ ra rằng đây là bất công thôi. Bởi vậy cứ khuyên nhủ của em mình trên chỉ học hành chưa đủ, để định rằng hệ thống nhà trường có thể chuẩn bị đầy đủ hành trang cho các em mà sau thích ứng với cuộc sống hiện thực thì quả là một ý nghĩa ngu ngốc. Nói như vậy không có nghĩa chia ba hệ thống giáo dục hiện của nước Mỹ là hoàn toàn không tốt, nhưng ít nhất nó là nó chưa đầy đủ, còn khiếm khuyết rất nhiều. Trong thế giới ngày nay các cháu còn được giáo dục nhiều hơn thế nữa, hoặc phải nhận được một lễ dục khác hơn, các cháu phải nắm được luật của trò chơi cuộc đời. Bây giờ rất nhiều luật khác nhau, nhà giàu hệ thống luật chơi riêng chơi có nhà giàu vẫn là điều bí mật đối với những người nghèo như tầng lớp trung lưu và những kẻ khác. Chiếm đến 95% dân số cũng có luật chơi của mình. Robot kế tiếp luật chơi cố quảng đại còn chúng là học hỏi từ nhà trường. Bởi đó các bậc cha mẹ ngày nay chỉ đơn giản khuyên các con cô gái của con học để kiếm được việc làm sẽ rất nguy hại. Chỉ con ngày nay là hỏi được nhiều tiếp nhận của một lễ dụng phức tạp hơn rất nhiều, nhưng hệ thống giáo dục đã có chưa đủ khả năng đáp ứng. Tôi không hề quan tâm đến chuyện trong lớp học từ nay phải trang bị bao nhiêu chiếc máy tính về nhà trường, chi phí trả bao nhiêu tiền, dù làm thế nào để cho học sinh biết những điều mà chính nhà trường cũng chưa biết. Làm sao cha mẹ dạy cho con cái mình kiến thức về kế toán, vì bản thân cha mẹ cũng rằng đó là những thứ khô khen vô vị nhất. Chắc là bọn trẻ cũng sẽ cảm thấy chứ không kiếm. Một khi chính bạn cũng muốn tránh né những chuyện này thì bố làm sao bọn trẻ đầu tư vào lĩnh vực đầy rủi ro đó được. Nên là chúng không thể chỉ dễ dãi rằng các câu chuyện là xong và để cho bọn trẻ xin giờ chơi chúng có dịp tự mình để thể hiện cùng nhau, học hỏi trao đổi. Tôi nghĩ rằng đó là cách giáo dục tốt nhất. Bạn bè gì dỗ các con như thế nào về chuyện tiền nông và những vấn đề khác mà tôi đang bàn bạc. Tôi hỏi Robert, chúng ta làm sao cho giáo dục này trở nên đơn giản nhất đối với các bậc cha mẹ, đặc biệt là khi các bậc cha mẹ này cũng không hiểu những chuyện này lắm. Robert cười nói thêm, tôi đã biết một cuốn sách về đề tài này. Giới thiệu sách con cái điều con có vẻ ngùng, sách đâu rồi? Tôi lôi cho bản thân mà rồi, tôi đã viết mấy năm rồi, mỗi lần thêm một ít. Tuy nhiên tôi cũng chưa có điều kiện để tổng hợp hệ thống lại. Cuốn sách này viết sau khi tôi đã xuất bản cuốn trước đó và bán rất chạy. Có điều cuốn thứ hai này lại chưa viết xong, nó đang ở dạng từng bài phân tán. Tuy nhiên nội dung sách đem là đẹp, nhưng tôi chắc chắn rằng sau khi tôi bổ sung một số phần rồi xếp lại, tôi sẽ xem một cuốn sách rất có giá trị, sẽ được nhiều người đón nhận, chắc là thời đại ngày nay. Bởi vì tôi đã đồng ý sẽ làm đồng tác giả với cuốn sách Robert. Tôi đã hỏi Robert anh ấy muốn dạy cho các con bao nhiêu kiến thức về kinh tế. Thế là lần điều rất còn phụ thuộc vào các cháu. Hay từ hồi cho biết anh đã mơ ước mình trở nên giàu có và anh định minh là vâng, anh rất may mắn có một người giàu và bậc cha mẹ luôn sẵn sàng dạy dỗ anh. Giáo dục là điều kiện cơ bản để anh thành đạt. Robert cho rằng kỹ năng về kinh tế và kỹ năng về giao tiếp cũng có tầm quan trọng không kém gì số kỹ năng diễn dạy được trong nhà trường, thậm chí còn quan trọng hơn là đằng khác. Câu chuyện sau đây để kể về cho Robert, một người nhà giàu, một người nhà nghèo, hai người cha đã diễn dạy cho Robert nhiều kỹ năng trong cuộc sống. Anh cũng vận dụng nó trong cuộc đời của mình. Sự rút trở trong quan niệm cũng như kết quả của hai người đã giúp cho chúng ta có nhiều điều kiện hơn. So sánh với cuốn sách này cho tôi kết hợp với Robert chỉnh lý biên tập, tôi cho rằng với những người hành làm công các tác kế toán đã đọc cuốn sách này thì nên phố hết các kiến thức đã học trên ghế nhà trường. Hãy mở rộng tâm hồn đã tiếp nhận lý thuyết cho Robert cung cấp, nó có thể luận mới này sẽ trở thành giải thích đối với những người khác mà từ lao được người ta mà nhưng không nhận là cơ sở ngành kế toán. Chúng mình sẽ không có cho bạn những người thật sự quan điểm mới, phải những cách tình để đưa ra cuốn sách được và tôi đúng đắn. Với tư cách là những người làm cha mẹ nên khuyên bảo con cái mình hãy cấp sách đến trường cuốn học mà để sau này
anh em cũng chuẩn bị tới chuẩn bị rồi. Công việc làm thường thì chúng ta chỉ xuất phát từ tập quán văn hóa, vì thời hầu như ai cũng nghĩ rằng điều đó đúng. Thế tôi khi gặp được robot, cái sự của anh đã khiến tôi chọn mình. Anh được hai người chơi dìu dắt nên thường người hai người chơi dìu dắt tôi anh đi mục tiêu hoàn toàn khác hẳn. Ngồi chơi được chân ngành khuyên khóa anh làm việc cho xí nghiệp, còn lại khi mà anh hãy trong đó đây là một xí nghiệp của riêng mình, hai con đường tiếng khác nhau. Tôi đòi hỏi phải học tập nên các học rất nhau. Người chơi có động viên khuyến khích anh trở thành một người thông minh. Những người chơi giàu bài cho anh cách theo hướng người thông minh. Hai người chơi gây ra thật nhiều chuyện rối. Người chơi để robot chính là người nghèo, còn người quản đốc phụ trách hệ thống giáo dục. Bên hàng ngoài hồi robot mới sửa tuổi có thể nói rằng đi này có ông cha đĩa, nếu rút thì chẳng có hy vọng tìm được làm ra hùng. Đã có vậy cho nên bất lực đối với anh và tự xét định cho mình một chí hướng không làm thuê cho xí nghiệp của người khác và thực hiện xí nghiệp của mình. Cho thực tế nó không có sự thất động của thầy chủ nhiệm vừa thông minh vừa kiên trì hoặc anh học có ba thì có lẽ anh đã không vào đại học. Anh vừa nhận ra này vì trong lòng rất sốt sắng mất tay và xây dựng xí nghiệp ngay. Tuy nhiên cuối cùng anh vẫn phải công nhận rằng nền giáo dục ở bậc đại học đối với anh rất là bổ ích. Bởi vậy tư tưởng trong cuốn sách này có lẽ sẽ không đã ra số các bậc cha mẹ thông cảm nhất chấp nhận. Anh cho rằng có phần cấp tiến quá đến đó là những mối mẹ khổ sở vì thấy con cái mình học hành gian dở. Nhưng hãy bình tĩnh xét về những thời đại biến đổi nhanh chóng hiện nay, những người mà làm cha mẹ chúng ta càng nên đổi mới tư duy mạnh dạng nắm bắt chào lưu mới. Nếu bạn dòng động viên con em mình đi làm thuê có đồng nghĩa với bắt con bạn phải suốt đời đóng góp các phần sự của chúng chỉ để mình nhận được một ít tiền dù lẻo có định nào đó. Sau này có thể khoản tiền đóng góp nhất còn mỗi người, điều này có không phải là sự nghi ngờ gì nữa. Trên thực tế gia đình phải dành phần của cả làm ra từ tháng giêng đến trung tuần tháng năm để nộp thuế chính phủ. Vợ chúng ta cần phải muốn viết cho em mình thử cuốn sách là riêng cách đổi cho bạn hệ thống tư tưởng. Tưởng này sẽ có cách tưởng robot như bố rằng nhà giàu đang giáo dục các em họ theo một phương thức hoàn toàn khác. Họ dạy con mình cái ngồi quấy quần qua mặt ăn, có lẽ họ không chỉ áp dụng mua thức để trao đổi cái mình, nhưng ít nhất cũng cảm bạn đã nghe tiếp theo về những phương pháp thức này sẽ không lên tiếng phản đối. Chúng tôi đồng nghiệp hãy tiếp tục tìm tòi khám phá giờ với một thứ ích động người mẹ tốt cơ toán các đăng ký hành nghề. Thấy rằng chỉ gắng học cho họ rõ để tìm một việc làm đúng mới suy nghĩ đổi thời rồi, nhưng ta còn tư duy mới như một nền giáo dục khác. Phải chăng bây giờ mình các con vừa gắng học để trở thành người làm thuê mẫn kén, đồng thời cũng gắng học để xây dựng một xí nghiệp dành cho mình đầu tư, sẽ tạo ra thời thức thời hơn là một người mẹ. Tôi mong mẫu này sẽ được hỗ trợ ở phần đó cho các bậc cha mẹ. Thông điệp mà robot muốn gửi đến mọi người là bất kể ai cũng có thể trở thành người gia nó nhờ hậu quyết tâm làm theo chí hướng đã chọn. Thế ta bây giờ bạn chỉ là một người trồng hoa các cổng, thậm chí trên thất nghiệp vẫn có được khả năng tự giáo dục bản thân cũng như người thân biết cách thu xếp kinh tế của mình. Hãy nhớ rằng kiến thức kinh tế chỉ được hình thành trong quá khứ, trong quá trình tự mình giải quyết vấn đề kinh tế. Ngày nay chúng ta đã đối mặt với thách thức của xu thế kinh doanh toàn cầu và của cái kỹ thuật mới. Cuộc thử thách này cũng nặng nề to lớn không kém gì những thử thách mà loài người đã từng qua trước đây, thậm chí còn kem go hơn. Không ai phán đoán được diện mạo chất lúc trong tương lai sẽ ra sao, nhưng có một điều có thể khẳng định đó là bước tiến vượt bộ của đời sống người sắp xảy ra trong ngày mai. Có thể chúng ta chưa thể tin tưởng được cuộc sống nó sẽ ra sao, nhưng nếu được xảy ra chuyện gì thì ít chúng ta cũng sẽ có khả năng để lựa chọn hoặc là tham gia cuộc chơi một cách an toàn, hay chúng bởi cho thật chú đéo học hành đến nơi đến chốn. Tuy phải động hết niềm kinh tế của bạn và các bạn để chơi một cách thông minh và vượt trội, và nó từng hoặc hiện đang hướng vào một nỗi buồn giống như tôi, đó chính là thứ bạn đang còn đến. Sự tóc bồ ly đây vô chuông là kể cho mọi người, nhưng mà từ từ mình đi uống nước lại cho mình xin cái đây. Xin lỗi nha, nhưng mà đắt quá à.
Tôi nè. Nhìn coi. Đừng quên tâm nha. Cái gì chia sẻ đây. Tôi có hai người cha, một người cha nghèo, một người cha được. Ông chương 1, cha cho nghèo, theo lời kể của Robert Kiyosaki. Tôi có hai người cha, một người giàu, một người nghèo. Một người cha được học hành đến nơi đến chốn, thông minh hơn người trong tay các bạn tiến sĩ. Mà trước chỉ còn 2 năm, ông đã học xong chương trình đại học chính quy hệ 4 năm. Sau đó đi đạo chuyên sâu tại các trường đại học Stower, Chicago, Tây Bắc. Và đi theo các trường này, ông đã nhận được học bổng toàn phần. Ngược lại, người cha thứ hai của tôi chưa học hết năm thứ hai trung học quốc lập. Phải nói rằng ngay cả người cha đều khá hành đẹp về đường sự nghiệp hơn cả đời họ năng nổ phấn đấu không biết mệt mỏi. Vậy cả hai đều có mức thu nhập khá quen. Thế nhưng một trong hai người luôn phải vật lộn theo cửa vấn đề vướng mắc trong tài chính cá nhân. Người thứ hai trở thành một trong những người giàu có hàng đầu ở vùng đất Hawaii. Tại sau lưng của một người cha là nhà thờ, cơ cấu tổ chức từ thiện và khoản gia sản giá trị hàng mấy. Thứ hai chỉ là một hóa đơn thanh toán. Nó chưa thanh toán. Nói một cách trung thực thì hai người cha của chúng tôi đều mỗi người tính khí kiên cường, mạnh mẽ, có sức cuốn hút, gây ảnh hưởng sâu rộng đối với mọi người xung quanh. Cả hai người cha khuyến giới của hai ông rất khác nhau. Cả hai ông đều đặt niềm tin sâu sắc vào những sức mạnh về giáo dục. Có điều giáo trình sử dụng của hai ông chưa bao giờ trùng hợp với nhau cả. Nếu như tôi chỉ có một người cha thì tôi chỉ có sự đối diện là chấp nhận họ từ chối. Đằng này là có hai người cha, để khi bảo họ đưa ra tôi thường hoàn toàn trách ngược nhau. Đó là một câu hỏi khách quan để tôi sánh đối chứng và lựa chọn. Bây giờ hồi tưởng thì có thể quay lại hai mảng quan điểm của nhà giàu và điểm của người nghèo. Ở đây có tôi quyết định mỗi so sánh về lựa chọn. Vì quan điểm của hai người cha đối lập nhau nên tôi bị rơi vào tình thế khó xử. Không phải đơn giản là quyết định chấp nhận hay chối bỏ. Tôi đang băn khoăn và suy nghĩ rất nhiều trong sự so sánh lựa chọn của mình. Có thể ở đó sẽ bị đặt câu hỏi vì gì phải làm như vậy. Nếu bạn muốn làm giàu thì bạn chỉ việc nghe theo lời dạy của thầy bảo của người cha giàu là được chứ gì, còn phải lựa chọn gì nữa. Vấn đề cứng cá là khi người cha dạy bảo tôi như vậy thì ông vẫn chưa giàu. Còn người cha nghèo họ rất cũng không phải là người nghèo. Hai người cha muốn bỏ tay vào xây dựng cơ nghiệp, đang lăn lộn bươn chải để kiếm tiền nuôi vợ con. Tuy nhiên quan niệm về đồng tiền của hai người nói là thêm tiền là nguồn gốc của tội ác. Nhưng người kia lại phát biểu nghèo hèn là xuất điểm xuất xứ của mọi tội ác. Ai biết được hai người sẽ thành đẹp giàu có, chẳng biết có nên nghĩ người nào đây. Còn tôi hồi đó cũng như trên mũi bé, không dễ ứng phó với hai người cha đều có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đối với mình như thế. Trong thâm tâm tôi rất muốn nói là mình đúng với ngon biết là cha mẹ, nhưng thật sao tôi sẽ khó xử vì hai người cha những điều trái ngược nhau, có thể nói là đối chọn chen chát nhau. Vấn đề gặp đến là tiền nông, điều đó là ảnh thức tính hiếu kỳ cũng như sự ngựa vật bên trong lòng tôi. Chúng tôi để chưa phí bước bao nhiêu ngày thời gian để trăn trở suy ngẫm về chuyện này. Tôi đặt ra cho mình câu hỏi rằng chẳng hạn như vì sao một người cha nắm thế này còn người kia ở thế kia. Chúng tôi đáng lo suy nghĩ gì mà chấp nhận. Vậy rất phải, con đồng ý hoặc là từ chối. Cha sao lại nói thế? Hẳn là cha không biết mình đã nói gì đâu. Như vậy thì ứng xử dễ dàng biết bao. Cái khó đối với tôi là các người cha đang kính bắt tôi phải một sẽ suy xét từng vấn đề khác nhau để cuối cùng đưa ra ý kiến của mình. Đó là quá trình cân nhắc lựa chọn không hề đơn giản như quá trình chấp nhận gói hoặc phủ nhận hoàn toàn. Cuộc đời khán giả sau này của tôi đã được chứng tỏ bằng quá trình xem xét lựa chọn đó là hết sức bổ ích. Tôi dần dần như chứng nghiệm thấy rằng sở dĩ người cha giàu càng ngày càng giàu thêm, nghề của người càng nghèo thêm. Ở tầng lớp nhẹ nhàng bậc trung thì cả đời phải xoay sở với khoản nợ thế. Nguyên nhân chủ yếu chính là quan niệm về tiền tài của họ không được truyền thụ từ trên tới nhà trường mà rút được trong gia đình. Hầu hết các chúng ta đều học một cách đánh giá đồng tiền từ các bậc cha mẹ. Ví dụ một cặp vợ chồng nghèo sẽ dạy con cái mình một cách tiêu pha tiền bạc, hãy học cho khá thì mới kiếm được tiền. Kết quả có thể là họ sẽ phấn đấu để ghi vào trong
số học bạ điểm tối ưu tốt nghiệp với thứ hạng cao, đồng thời cũng kế thừa cao một hệ thống lý luận và quan điểm tư tưởng về bậc tiền bạc. Anh nhớ rằng sự nhồi nhét của cha mẹ đã hình thành quan điểm cũng như đạo đức con ngay khi từ còn bé dại. Theo tôi biết đến nay ở nước Mỹ vẫn chưa hai bộ môn cơ bản về tiền tệ ở trong hệ thống giáo dục mà nhà trường chỉ chuyên tâm truyền thụ kiến thức khoa học cơ bản về kỹ năng chuyên ngành, bỏ qua việc đào tạo xử lý đồng tiền. Điều này đã đáp vấn đề vì sao có nhiều ông chủ ngân hàng, bác sĩ hoặc kế toán trưởng khi đó luôn luôn đạt điểm xuất sắc, thế mà cả đời phải khổ sở trong vấn đề xử lý đồng tiền. Vì nhà nước mắc những món nợ khổng lồ cũng phải quy có trách nhiệm rất lớn cho những nhân vật chính mà chính trị quanh chính phủ đã đưa ra những quyết sách sai lầm trong lĩnh vực tài chính. Trong số họ không ít người học qua bậc đại học nhưng ít hầu như không hề được bồi dưỡng kiến thức cần thiết về tài chính. Tôi thường tự hỏi khi đất nước chúng ta có hàng triệu người có được trợ cấp y tế thì nên xử lý thế nào. Tuy nhiên đây là phải áp dụng phương thức nhà nước và gia đình cùng hỗ trợ. Những sử dụng quỹ y tế và bảo hiểm xã hội đều được sử dụng kem kiểu thì xử lý sao đây? Đây không phải là do lo nghĩ đâu, nếu chúng ta sẽ trách nhiệm cho giáo dục kỹ thuật kỹ năng xử lý để đối với con cái, những người cha người mẹ cũng chẳng hiểu gì mấy vấn đề này. Những người đang đứng trên bờ vực nghèo khổ họ thực sự đã rơi vào cảnh nghèo khổ. Họ chúng ta sẽ khó tin rằng chỉ đơn thuần dựa vào phúc lợi xã hội mà có thể chữa trị ngay được những căn bệnh nghèo khổ của họ để đẩy ra ngoài xã hội giàu lên. Vì vậy tôi có hai người cha đều có ảnh hưởng lớn và đều rất đáng học hỏi, nên tôi luôn phải dằn vặt suy nghĩ về ý kiến của hai người. Vì vậy nhận được thức rằng hệ thống quan điểm tư tưởng cũng quyết định đến cuộc đời của người đó. Thí dụ người cha hay nói tôi làm sao để dễ được chừng đó, còn trai kia cắm ngặt câu hỏi theo kiểu đó mà nói tôi phải nghĩ cách nào để trả bằng được khoản đó. Nó đi sau phân tích hai câu này thuộc loại hai dạng khác nhau, một câu thuộc dạng trần thuật, một câu thuộc dạng nghi vấn, một câu hàm ý nói chú bỏ trách nhiệm, một câu là vấn đề sinh xét tìm hỏi phương hướng giải quyết. Người trai sau này thành nhà giàu để thích rằng tôi trẻ sao hay sau này nhà giàu để thích rằng nó nói tôi trẻ sao nổi thảo quả ngăn chờ bạn cho hành đào sâu thì biện pháp giải quyết. Còn nếu phần cái này trả đây sẽ gửi cho mở cho bạn một cái câu chứa là làm sao chạy nổi. Tôi sẽ sao chạy nổi, chạy sao nổi, tôi chạy sao nổi là một câu khẳng định là mình giàu, là khẳng định là mình nghèo. Còn giờ mình nói phần cái này để trả đây nếu một cách thì cách nào để trẻ đây là câu khẳng định mình giàu nó khác nhau. Nói như vậy không nghĩa là bắt buộc mọi người phải đi mua bằng được những thứ mình cần ở đây, mà chỉ nhấn mạnh rằng bạn phải hướng thường xuyên rèn luyện tư duy trong thực tế. Bộ não của con người vượt qua trội và những chiếc máy tính điện thoại hiện đại nhất. Bây giờ của tôi hay nói với đầu óc con người càng vận dụng càng linh hoạt càng kiếm được nhiều tiền. Với ông đã khó mà tốt ra câu tôi không thể gánh vác nổi. Ông cho rằng nói như thế thật là thái độ lười nhất và tinh thần. Cho dù cả hai người cha đều rất xuất sắc trong công việc, tôi để ý rằng hàng dễ dùng cũng chẹp. Ok, tao hai mấy phút đủ rồi. Hello ba mọi người nha. Chúc mọi người lần sau đọc tiếp. Xin kết thúc series tập 2 Chèo Chân Nhựa tại đây. Mọi người hãy đăng ký và subscribe giúp mình có động lực để làm tin mấy tập tiếp theo. Mình trắng tập tiếp theo sẽ sớm hơn.